chào các bạn, hiện trên tay mình đang là chiếc Sony Xperia E4 Dual SIM. Thì đây là sản phẩm thuộc phân khúc giá rẻ của Sony trong năm nay, với cái thân hình cũng như là cái thiết kế bên trong rất là tốt, cũng như với cái mức giá 3.290.000 trên cây hàng chính hãng tại Mai Nguyên. Thì hôm nay mình sẽ khui hộp các cái chiếc máy Sony Xperia E4 này để các bạn xem thật sự bên trong cái hình dáng nó như thế nào, cụ thể nó ra sao và những phụ kiện kèm theo nó như thế nào. Rồi bây giờ mình sẽ đồng khui hộp các bạn xem. Mình sẽ chọn một chiếc màu trắng để mình khui hộp để các bạn xem. Ở đây thì mình đang có hai màu, đó là màu trắng và màu đen. Đây, mình có chiếc Xperia E4 Dual SIM. Thì ở trên cái miếng warranty của nhà sản xuất thì họ có một số những thông tin chính nổi bật của sản phẩm này, như màn hình lớn, pin lớn, bộ xử lý loại tứ, cũng như là với camera hai độ phân giải là 2 và 5 megapixel dành cho camera trước và camera sau, cùng với đó là những cái chức năng độc quyền của Sony như là Walkman, Album, Movie và PlayStation. Đây là những cái chứng chỉ mà những sản phẩm của Sony thường hay có. Chúng ta còn có một số những phụ kiện khác. Ở đây thì mình có một chiếc tai nghe của Sony với cái tên mã là MC410. Xin lỗi các bạn, là MH410C màu trắng, theo cái bộ màu trắng. Mình còn có thêm một cáp micro USB với cái tên mã của nó là EC450. Ở đây thì mình có thêm một cục sạc khác của Sony với cái logo Green Hat ở phía trên. Và cuối cùng trong hộp đó là những cái tài liệu hướng dẫn kèm theo, có cả tài liệu hướng dẫn bằng tiếng Việt, và phía dưới thì có cái điều kiện bảo hành sản phẩm. Các bạn có thể đọc thêm những cái thông tin ở trong này để các bạn có thể nắm rõ về cái quy trình cũng như là cái cách mà Sony họ bảo hành cái máy của họ. Mình để mình mở cái hộp màu đen để các bạn xem cái phụ kiện có khác gì không. Ở đây thì mình có chiếc máy màu đen Xperia E4 Dual SIM. Một số những phụ kiện kèm theo: mình có một cáp micro USB, mình có một tai nghe, cũng là tai nghe MH410C, và tai nghe theo bộ màu đen thì có màu đen. Như vậy thì cái sự khác nhau giữa hai phiên bản màu trắng đen đó là cái tai nghe kèm theo là màu trắng và màu đen, khác nhau ở hai phiên bản đó thôi. Còn là những cái phụ kiện khác thì mình vẫn có những cái tài liệu hướng dẫn kèm theo sản phẩm đây, trong một tin bảo hành, và thêm cái cục sạc cũng là Green Hat màu đen, cũng như là cái cáp micro USB. Và như vậy đây là tất cả những phụ kiện kèm theo chiếc Sony Xperia E4 Dual SIM được bán chính hãng tại Mai Nguyên với mức giá 3.290.000 đồng. Và đây thì mình đang có chiếc Sony Xperia E4 Dual SIM. Thì trước tiên là về phần ngoại hình mình sẽ giới thiệu với các bạn. Thì E4 Dual SIM nó có một cái ngoại hình rất là dễ thương, các bạn có thể thấy là rất là bầu bỉnh, cầm vào rất là vui. Ở phía trước thì chúng ta có một cái phần màn hình 5 inch với độ phân giải Q nhỏ HD, tức là 540x960. Ở phía trên thì có thêm cái camera trước với độ phân giải là 2 megapixel để chúng ta hỗ trợ cho việc selfie. Và trong thì Sony cũng cài thêm một số những cái tính năng kèm theo hỗ trợ cho việc selfie. Chúng ta có loa thoại logo của Sony, và ở bên góc phải thì có một cái miếng giấy là họ dán ở đây cái biểu tượng hai SIM, tức là họ nhấn mạnh cái tính năng hỗ trợ hai SIM của chiếc máy này. Ở phía dưới thì còn có thêm một cái phần loa thoại khác. Cho nên các bạn, đây là cái phần mic thoại phía dưới. Về phần mặt lưng thì Xperia E4 Dual SIM được làm từ chất liệu nhựa, và với cái chất liệu này thì chúng ta khi mà chúng ta bị bám bẩn lên cái phần mặt lưng này, chúng ta sẽ rất là dễ dàng để chúng ta lau chùi đi, không có bị bám vân tay nhiều. Các bạn có thể thấy là tay mình hôm nay tương đối là ướt, mình chà nữa này nó không có bị bám vân tay, rất là tuyệt vời. Ở phía trên thì chúng ta có camera chính với độ phân giải là 5 megapixel, cùng với cái đèn flashlight của máy. Logo của Sony được in nổi lên và nằm ở giữa. Ở phía dưới thì có logo Xperia và lo ngoài của máy. Thì toàn bộ cái phần mặt lưng này mình rất là thích, bởi vì Sony họ có cái danh tiếng là thiết kế những cái máy rất là đẹp. Thì với phần mặt lưng của E4 mình hoàn toàn hài lòng, rất là đơn giản, sang trọng. Tuy là sản phẩm ở phân khúc giá rẻ nhưng mà vẫn mang chất lượng rất là tốt. Ở phía trên thì chúng ta có một cái khe, tức là cái lỗ cắm tai nghe 3.5. Đây, được giấu ở phía bên phải này, chứ là các bạn là ở phía bên trái như thế này. Ở bên cạnh phải chúng ta có nút nguồn rất là đặc trưng của những cái dòng sản phẩm của Sony sau này, được làm bằng kim loại rất là sáng và chắc chắn, một tạo ra một cái điểm nhấn cho máy. Ở phía dưới thì có thêm hai cái phím tăng giảm âm lượng được làm bằng nhựa, làm với cái tiệp cái màu với cái phần ốp lưng phía sau của máy. Ở phía dưới thì chúng ta không có chi tiết nào cả, ngoài việc là ở bên góc trái thì có thêm một cái lỗ nhỏ để chúng ta có thể xỏ những cái dây đeo tay. Thì Sony là một trong những nhà sản xuất rất ít những sản xuất mà có được cái lỗ để chúng ta có thể xỏ cái dây đeo tay vào, rất là duyên dáng. Ở bên cạnh trái còn có thêm một cổng micro USB để các bạn có thể sạc cho thiết bị. Thì ở cái góc độ này, đây mình sẽ nghiêng cái máy như thế này, thì các bạn có thể thấy được cái phần màn hình ở phía trên màu đen nó hơi lồi lên và nó không có giống với những cái sản phẩm trước đây.
Theo ý kiến riêng của mình thì nếu chiếc E4 này không có phần màn hình lồi như thế này thì các bạn sẽ rất là dễ nhầm tưởng với những sản phẩm của Nokia nếu mà các bạn cầm trong tay như thế này, rất là dễ nhầm tưởng. Thì với cái thiết kế rất là đậm chất của Sony, một phong cách riêng, không có hòa lẫn vào đâu cả. Ở phần trong màn hình thì chúng ta vẫn có cái giao diện mới của Sony mà họ dựa trên cái nền Android 4.4. Thì ở đây một họ đã update một số những cái phần mềm, như ở đây chúng ta có Walkman là được đã được làm phẳng cái phần giao diện. Ở phía trong còn có thêm những cái icon và những cái trình ứng dụng khác. Mình sẽ vào trong phần setting để các bạn xem. Thì trong phần setting này tuy là một sản phẩm giá rẻ nhưng mà Sony trang bị cho E4 rất là nhiều những cái tính năng kèm theo. Như ở đây chúng ta có thể tùy chỉnh cái phần màn hình này, giao diện Xperia Home hoặc là Simple Home. Thì chúng ta khi mà chúng ta vào cái độ Simple Home như thế này thì máy sẽ tự động chuyển về một cái dạng trạng thái với cái kiểu như thế này. Đây các bạn có thể thấy là những cái icon lớn này chúng ta chỉ có thể sắp xếp và sử dụng một số những icon như là Maps, Chrome hoặc là vào setting. Hoặc là trong cái phần My Select này các bạn có thể tìm thêm một số những ứng dụng mà các bạn thường hay sử dụng, đặt vào đây để chúng ta sử dụng rất là nhanh chóng và đơn giản. Đối với những người lớn tuổi thì có thể sử dụng cái giao diện này để chúng ta sử dụng. Chúng ta có giờ lớn ở phía bên trái, những cái thứ ngày tháng ở bên phải và những cái icon rất là lớn chúng ta dễ dàng sử dụng. Đây phần media, chúng ta vào đây, Walkman, album, tất cả những icon này đã được làm lớn tất cả, rất là hay. Nhưng mình sẽ thoát khỏi giao diện này để mình quay lại cái giao diện cũ để các bạn xem. Mình vào trong phần Home và mình quay lại cái giao diện Xperia chuẩn. Đây các bạn có thể thấy nó rất là tuyệt vời, nhẹ nhàng. Ở phía dưới chúng ta còn có cái phần hiệu chỉnh về dual SIM đây ở phía trong. Ngoài ra thì trong phần sau, tuy là một sản phẩm thuộc diện với mức giá khoảng trên dưới 3.300.000 đồng thì Sony Xperia E4 vẫn được trang bị một số những tính năng như Clear Face hoặc là xCloud để chúng ta hỗ trợ cho việc nghe nhạc tốt hơn. Trong phần display thì chúng ta vẫn có cái White Balance. White Balance này là một cái tính năng rất là thú vị ở những sản phẩm của Sony. Thì trong bóng tối chúng ta đọc sách, đọc truyện có thể sử dụng cái phần White Balance này chỉnh cho màn hình nó vàng hoặc là xanh để chúng ta đọc không bị mỏi mắt, rất là tuyệt vời. Ở phía dưới chúng ta có Smart Backlight Control, tức là các bạn sẽ để màn hình ở trước như thế này và nó sẽ sử dụng camera trước để quét cái võng mạc chúng ta, không có bị tắt màn hình trong lúc chúng ta sử dụng, rất là hay. Ở phía dưới vào trong phần đây, một cái phần mà mình đã khám phá ở trong cái E4 này, tuy là một sản phẩm thuộc phân khúc giá rẻ nhưng Sony Xperia E4 vẫn có cái tính năng Ultra Stamina Mode. Đây là một cái tính năng mà trước đây trong năm vừa rồi là năm 2014 chỉ có một số những máy cao cấp như Z3, Z3 Compact mới có mà thôi. Thì đây là một cái tính năng mà chúng ta có thể active lên và chúng ta có cái thời gian chờ rất là lâu. Thì ở đây máy với cái dung lượng pin là 57% thì máy báo nếu chúng ta bật cái chế độ này chúng ta sẽ sử dụng được cái máy trong vòng 5 ngày 13 tiếng, rất là nhiều. Này, ở phía dưới những thông tin khác. Mình vào trong phần About Phone thì với cái phiên bản hiện nay máy chạy là Android 4.4.4 thì mình hy vọng trong tương lai Sony sẽ tiếp tục cập nhật lên cái Android 5.0 để máy chạy mượt hơn. Về phần cấu hình thì E4 sử dụng vi xử lý 4 nhân của MediaTek xung nhịp 1.3GHz. Máy có RAM 1GB và bộ nhớ trong của máy là 8GB. Các bạn có thể hỗ trợ lên tới 32GB thông qua hệ nhớ ngoài. Nguồn pin của máy là 2300mAh. Và Sony cho biết thì cái nguồn pin này có thể hỗ trợ cho E4 sử dụng trong vòng khoảng trên dưới 2 ngày. Rất tuyệt vời. Với một sản phẩm giá rẻ như thế này mà Sony có thể áp lên rất là nhiều những cái tính năng cũng như cái trang bị về cấu hình rất là tốt cho E4. Máy chạy rất là mượt, các bạn có thể thấy mình vào trong phần giao diện rất là nhẹ nhàng, tất cả những cái thao tác đều được hoạt động rất là tốt. Đây mình vào trong setting, các bạn có thể thấy là với mức giá là 3.290.000 trên cả hàng chính hãng tại Mai Nguyên thì E4 thực sự là một chiếc điện thoại rất là hấp dẫn ở phân khúc này. Không có nhiều chiếc điện thoại ở phân khúc trên dưới 3.000.000 đồng mà có được cái khả năng cũng như cái cấu hình và cái giao diện sử dụng như Sony Xperia E4. Các bạn quan tâm về sản phẩm có thể ghé vào website mangnguyen.vn xem thêm những thông tin về E4 cũng như những khuyến mãi kèm theo sản phẩm này. Xin chào và hẹn các bạn trong những video lần sau.